Rồi, em chào toàn thể tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay lại với kênh của Nhật Nông Cơ nhá. Hôm nay bên cửa hàng em lên cho tất cả các bác một lô máy cưa. Trong này thì rất là nhiều hệ luôn. Đó, trong lô ngày hôm nay thì em thấy là có mỗi một cây cái tay cụt thôi. Còn lại là toàn là những cái mẫu cưa gọi là sử dụng tầm trung các bác xài gia đình đấy. Đó, thì trong cái lô này nó đa hệ luôn các bác ạ. G này, Ruby này, Shinowa, Makita, Etin, Rabbit này, đó, Echokerit và Singu Hitachi. Đó, nói chung là đủ các thể loại luôn. Nên là các bác xem video mình cảm thấy mình kết con máy cưa xích nào á, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988 628 901 đặt hàng ha. Đó, thì nói chung là trong cái lô máy này là nó dòng là tổng hợp, nên là nó cũng sẽ có những cái mẫu cưa khai thác tầm trung hoặc là những cái dòng cưa dòng nhỏ để cho bác gọi là sử dụng gia đình, hoặc là tầm lớn lỡ để cho các đi cưa gọi là đi sử dụng mà thích gia đình mà thích hạng mạnh nữa ha. Đó. Rồi, thì em quay sơ qua cho các bác xem những cái mẫu máy bên em đang có này. Hiện tại thì em đã có Etin 021, 023, hai con này nòng 40mm và mã lực chênh lệch nhau một xí� ha. Đó. Có Hitachi CS35 đời mới có trợ lực này, có Singu SV3008 này, mã tự lực tầm trung này, có Etin 020 nha các bác nhá. Đó, 020 này, 020 nòng 40mm tầm trung luôn. Đó, đây là Echo đời mới 3611G và đây là Rabbit hàng cưa khai thác tầm trung này. Đó, dành cho bác nào chưa đi cưa khai thác. Đó, còn hai mẫu trên này là mẫu cưa gia đình là Shinowa 303 và con này là Shinowa một con là 352, một con 303 nha các bác nhá. Hai con này là lớn nhỏ khác nhau nha. Đó, đây là Etin tầm trung đi cưa khai thác, Etin 024. Còn đây là Makita sử dụng gia đình tầm trung này. Đó, còn đây là hai mẫu cưa Shinowa. Các bác có thể đi cưa khai thác làm hàng nhỏ hoặc là các bác sử dụng trong mảng gia đình, đấy, vườn nhà mà thích hạng mạnh đấy. Đấy, mình sử dụng này đời mới luôn. Rồi, đây là hai em cưa gia đình nhỏ gọn, nòng đứng, trọng lượng rất là nhỏ, mini mà tầm trung trung đấy, gọi là mã lực tầm trung, gọi là đây là con G3401 và đây là Ruby ES435. Đấy, hai mẫu cưa nhỏ gọn, máy rất là đẹp. Đó, còn đây là một con cưa tay cụt duy nhất trong lô ngày hôm nay là con G2501 nha các bác nhé. Đó, chỉ có một con tay cụt duy nhất thôi. Đó, trong lô này được mỗi em tay cụt và là tất cả những mẫu cưa tay dài tầm trung. Đó, rồi thì trong cái lô này hôm nay em sẽ đánh dấu là lô V nha các bác nhé. Lô V ha, từ trong là 2 4 6 8 10 12 14 16, ô trong này có 16 em mấy cưa, nên là các bác xem mà từ em đánh từ V1 cho tới V16, nên các bác xem cảm thấy kết mẫu cưa nào mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác nhé. Đó, rồi không làm mất thời gian của các bác thì em sẽ nói sơ qua về các cái phương thức đặt hàng ha. Rồi, dưới 3 triệu là các bác mua hàng không cần phải đặt cọc nhé. Nghĩa là các bác chỉ cần cho em cụ thể địa chỉ, em gửi đến tận nhà. Đó, nhận máy các bác có quyền kiểm tra xem hàng, test nổ thử rồi mới thanh toán. Còn trên 3 triệu thì các bác cọc giúp em một xíu phần phí vận chuyển để em gửi đi cho nó thuận tiện hơn nha. Bởi vì trên 3 triệu giá trị nó cao hơn nha các bác nhé. Đó. Rồi, ok. Thì mua hàng là sẽ được bảo hành nòng 12 tháng và sẽ được tặng kèm 4 món đồ theo máy là buri này, rũa này, tít mở buri và một bình nhất nhỏ theo máy để cho các bác sử dụng ha. Đó, nên là các bác mua máy đều tặng buộc kèm 4 món hết nhá. Rồi, cái giá mà em ghi trên cái mảng tay cầm ấy là sẽ bao gồm phí vận chuyển, tặng đủ đồ cho các bác, nên là các bác không cần phải trả thêm một khoản chi phí nào ha. Đó. Rồi, các bác xem video cảm thấy kết mẫu nào thì có thể kết nối qua giúp em nhé. Cầm cho cái điện thoại ngay ngoài giá đi em. Đang sạc ấy. Rồi, ok, em đầu tiên là em cưa tay cụt mini nhỏ gọn này. Đó, dòng này thì nói chung là hàng G Zenot Komatsu nha các bác nhá. Mã của nó là G2501. Mẫu này thì các bác leo tỉa cành đồ là khỏi phải suy nghĩ luôn. Đó, dòng này thì rất là lì đòn nha các bác nhá. Đó, đời 4 số, mã lực của nó là 25cc, nhưng mà vòng tua của nó phải ngang với một con máy là 30cc, rất là mạnh, rất là rát nha các bác nhá. Đó. Đây. Máy rất là đẹp nhá. Em này thì trọng lượng của nó khoảng tầm có tầm 3 kg thôi. Tầm 3 kg rồi các bác. Đấy, nhỏ gọn để cho bác leo trèo tỉa cành được ha. Sử dụng vừa tầm. Tất cầm lại sạc lại luôn. Bật chế độ. À, rồi các bác chèo một tí. Sạc lại luôn nha. Đó. Rồi, con này em đánh dấu đầu tiên là con V1 nha các bác ơi. V1 nha các bác nhá. Đó. Zenot Komatsu G2501. Trọng lượng khoảng tầm 3 kg dành cho bác leo tỉa cành. Cây lam được sử dụng lam tổng độ dài là 30. Phần cắt vào cây là 25cm, xích chân 25 nha các bác nha. Đây, lam xích này khá đẹp ha, lốc mặt tiền đây. Cũng khá là sáng nhá. Đó.
leo tỉa cành hết sải luôn, có số series đồng hoàng này G2501 này các bác nhá. Đó. Rồi, chuẩn của Nhật Bản nha các bác nhá. Rồi giờ em sẽ khởi động tiếng máy cho các bác nha. Rồi em V1 đầu tiên em đang bán với giá là 2.100.000 đồng nhá. Bình thường là giá 2.200.000 nha các bác ơi. Đó, mẫu này rất là thương hiệu nhá. Bác nào mà xài được khỏi suy nghĩ luôn. Tiết kiệm nguyên liệu tốt, vòng tua bền bỉ lì đòn luôn ha. Nó cực kỳ nổi tiếng thương hiệu luôn. Rồi, bình thường em đang bán với giá là 2.200.000 đấy. Trong cái lô này em bán cho các bác là 2.100.000. Bác nào cảm thấy ưng mẫu cơ xích này mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé. Xem sẽ khởi động cho các bác nghe ha. Rất là luôn. Trên mảng tay cầm này, nó tắt mở thuận tiện cho các bác sử dụng ha. Đó, mẫu này các bác leo tỉa cành khỏi cái bàn luôn nhé. Máy rất là bốc rát ha. Rồi ok, em V1 đầu tiên, giá bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.100.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Đó. Tiếp theo giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu V2, một mẫu cưa sử dụng gia đình nhá. Đó. Rồi, em V2 này đến từ nhãn hiệu của Komatsu luôn. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng thịnh hành luôn nha các bác nhá. Đó, em này mã của nó là G3401EZ nha. Đó, ngoài cái bản mẫu này ra thì nó cũng sẽ có một cái mã là nó nhỏ hơn là 3201. Đó, nhưng mẫu này là mẫu lớn này các bác ơi. Mẫu lớn này G3401 nhá. Đó. Mẫu nhỏ em cũng có nhưng mà em không lên sóng nha các bác ha. Đó, em này thì đẹp nhức nách luôn, xuất sắc luôn các bác ơi. Đó. Thiết kế này có thể ốp lam vận chuyển tiếp bằng khóa 13, tăng xích em này làm tại má ốp lam thuận tiện. Đó, cây lam là được sử dụng lam 40. Phần cắp và cây là 35cm, lam là còn nguyên sơn, nguyên tem nhãn hiệu này, gen lót này. Rất là mới luôn. Đó, xích này thì độ đẹp được 80-90% rồi. Đây, máy rất là đẹp nhá. Em này đường kính lòng của nó là 39 ly nha các bác ơi. Đó, 39 ly nhá. Dành cho bác nào xài gia đình nhỏ gọn mà thích hệ đề mới nha. Em này đủ tất cả các chức năng luôn đấy. Trợ lực này, núm bơm xăng, e tự động, thắng xích, rồi bộ nhúng của nó, bộ nhúng lò xo luôn, sử dụng cầm nó êm tay. Đó, mẫu này thì trọng lượng khoảng tầm 4.2 kg thôi các bác ạ. Nằm đứng nhưng mà mã lực nhỏ mà vòng tua cũng lẹ nha các bác nhá. Đó. Bác nào mà xài gia đình gọi là lâu lâu ra tỉa muốn nhẹ nhẹ mà sử dụng hệ đời cao mình sử dụng em này nhá. Tham khảo giúp em mẫu này ha. Xài rất là êm luôn. Đó, một mẫu cưa thương hiệu này, cưa Genoa Komatsu có trợ lực đầy đủ luôn nha. Rồi em này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.400.000 đồng nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cơ xích G3401EZ này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Giờ em sẽ khởi động cho các bác nghe tiếng máy nha. Đổ rất là êm nha các bác nhé. Xuống là tắt, đẩy lên xài. Đó, nói chung là máy nổ bốc rát cực kỳ luôn nhá. Mẫu này bác nào xài gia đình xài hết sảy luôn này. Đó, bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.400.000 đồng nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cơ xích này mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu V3 nhá. V3 này, một em đến từ nhãn hiệu của Ryobi, mã số cam này là ESK435. Mẫu này thì nó cũng giống như cái mẫu G vừa rồi thôi. Đó, nhưng mẫu này là của Ryobi nên là thiết kế màu của nó là màu đen vàng nha các bác nha. Cũng rất là đẹp luôn nhá. Mã lực bằng nhau nha các bác ơi. Đó, có nước bơm xăng e tự động đầy đủ nha. Đây, máy rất là đẹp luôn. Cái lam cho máy cũng được sử dụng lam 40, phần cắp và cây là 35cm nha các bác nha. Đó, xích 91 nha các bác ơi. Đây. Cái lam cho máy này, ốp lam vận chuyển tiếp bằng khóa 13, tăng xích này nọ là tại mã ốp lam thuận tiện này. Bác nào muốn hệ Ryobi thì mình sử dụng mẫu này nha. Đây. Máy rất đẹp. Rồi thì em này em V3 thì cũng giá là 2.400.000 đồng luôn nhá. Thì trọng lượng này nọ thì nó giống như con V2 vừa rồi em giới thiệu rồi, nên là em sẽ giật nổ luôn cho các bác nghe tiếng máy ha. Nói chung là mẫu này thì dành cho bác nào gọi là sử dụng
trong cái mảng gia đình ấy, vườn nhà mình sử dụng mẫu này rất là nhẹ nhàng, nhẹ nổ nha các bác ơi. Đó, nói chung là thôi để em vừa chỉnh canty xong để em nổ lên lại cho các bác nghe nhé. Đó, rồi ok, em V3 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích V3 này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt bà hàng nha các bác ơi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là hai mẫu cưa Estin nha, hai mẫu cưa Estin tầm trung này. Một em là Estin 021 nha các bác ơi. Đó, Estin con này là V4 nha, mình giới thiệu từng con nhé. V4 này, Estin 021C, em này đường kính lòng của nó là 40 ly, trọng lượng của nó khoảng tầm 5.2 kg nha các bác nhé. Mẫu này thì dành cho bác nào sử dụng gia đình và thích tầm trung đấy, gọi là mạnh mạnh một chút thì mình sử dụng em này ha. Nó đến nhãn hiệu thương hiệu Estin thì các bác biết rồi, vòng tua rất là lẹ. Thứ hai là đồ thay thế là bao thông dụng, xài ổn định. Đó, tua lẹ xài ổn định ha. Đó, em này được sản xuất tại Đức nha các bác nhá. Mắc in gạch Mani là bác có thể thấy ha. Đó, Estin 021 nha. Má của nó 021 nha các bác nha. Ốp lam là hai ốp chân lam nhá, và trực tiếp bằng khóa 19, và cây lam được sử dụng leo máy là cây lam tổng độ dài là 40. Phần cắt vào cây là 35cm, xích 91 nha. Lam còn nguyên sơn này, cũng khá là sáng nha. Lông mặt tiền này rất là đẹp nha các bác ơi. Đó, này, đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này thì dành cho bác nào xài gia đình nha. Rồi, em này em V4 nha. Bên cửa hàng em đang bán em này với giá là 3.900.000 đồng. Đó, bình thường là 4 triệu nha, em bán là 3.900. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích này, mình có thể kết nối qua Zalo dưới em đặt hàng nhá. Con chó nó bị trượt, chắc là do em rửa nước nó kẹt đấy. Giá là 3.900.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích này thì có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu V5 này. V5 là nói chung hai em này thì màu y hệt nhau ấy các bác. Đó, V5 đây ha. Cũng là mẫu Estin nhưng mà mẫu này lòng gọi là đường kính xi lanh, cây gen của nó dài hơn nha các bác nhá. Mã này là 023. Nổ tiếng máy là mạnh hơn rất là nhiều nha các bác ơi. Đây. 023 nha các bác nhá. Mẫu này thì cũng như vậy luôn, hai ốc chân lam và cây lam thì của em này thì dài hơn một chút. Lam này lam dài 45 cho các bác ạ. Phần cắt vào cây là 40. Lớp mặt tiền đây cũng khá là sáng, khá là đẹp luôn, được sản xuất tại Đức hết nha các bác nhá. Hai con này nói chung là mẫu là màu y chang nhau luôn, chỉ khác cái là vòng tua lẹ hơn thôi. À, em này nó còn thông số này. Này 023 này. Nó mở hết rồi, nói chung em chả nhìn cái gì luôn. Đó. Này. Máy rất là đẹp, được sản xuất tại Đức nha. Rồi em này em V5 bên cửa hàng em đang bán với giá là 4.1 triệu nha. 4.1 triệu nha, hơn nhau 200.000 nha các người. Rồi các bác nghe tiếng máy cảm thấy ưng mình kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Hai con này là con này mạnh hơn rất là nhiều nha. Khá là nhiều nhá. Nếu mà bác nào mà muốn mạnh thì mình sử dụng con 023. Còn nếu mà muốn vừa tầm vừa tiền hơn thì mình sử dụng con 021 nhá. Hai con này thì nói chung là nó hơn nhau nhích điểm một tí thôi, giống như 90-100 vậy đấy. Đấy, nên là bác nào cảm thấy kết mẫu nào mình có thể kết nối qua giúp em ha. Rồi em này em V5 nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa V6 này. V6 nha. Một mẫu cưa đến từ nhãn hiệu của Hitachi, mã số của em này là CS40ED3 nha. Đó, em này đường kính lòng của nó là 40 ly nhá. Thích hợp cho bác nào gọi là sử dụng gia đình tầm trung trung đấy, gọi là nhạy nổ ổn định thì các bác sử dụng em này ha. Có trợ lực này, núm bơm xăng e tự động đầy đủ hết nha. Em này mã lực khoảng tầm 37cc nha. Đó, hai ốc chân lam nha các bác ơi. Cây lam theo máy được sử dụng lam tổng độ dài là 45cm, phần cắt vào cây là 40, xích 91 nha các bác nhá. Lốc mặt tiền đây khá là đẹp. Đó, đời bô giảm thanh nha.
có trợ lực lớn nhá, nút bơm xăng e tự động đầy đủ luôn. Mẫu này thì dành gia đình nhá, xài gia đình Hitachi rất là đẹp luôn, máy mới keng sbeng luôn. Đó, bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua giúp em. Em này trọng lượng của nó 5,2 kg nha các bác ạ. Em này em V6 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.800.000 đồng nha. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích V6 này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nhé. Nó trợ lực thật nhá. Đây em tắt công tắc đi này. Đó. Đây, kéo nhẹ là nổ thôi, hai ngón tay là các bác giật được. Rất thích hợp cho bác nào có tuổi ha. Mẫu này rất là vừa tầm. Có trợ lực nhẹ nhàng chạy nổ luôn. Đó. Rồi bác nào muốn êm ấm sử dụng gia đình nhỏ gọn, đó, Ganti êm thì mình sử dụng em này, bởi vì đời bô của em này là đời bô giảm thanh này, âm thanh phát ra nó êm ha. Đấy, các bác sử dụng gia đình là rất là vừa tiếng luôn. Em V6 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.800.000 đồng nhé. Bác nào cảm thấy kết liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là một mẫu cưa V9 nha. Đó. Em này đến từ nhãn hiệu của Shinawa, hệ đời mới 4 số nha các bác nhé. Em này mã số của nó là 1038S nha. Đó, hàng hệ đời cao nhất của Shinawa bây giờ rồi. Mẫu này thì 38,2cc, thông số kỹ thuật của máy này. Ồ, em này được sản xuất 2011 nha các bác ơi. 38,4cc nha. Đó, mã lực của nó là 38,4 này. Và trọng lượng là 4,2kg đầu máy. Nếu tất cả đầy đủ lam xích em này khoảng tầm 5,5kg nha các bác ạ. Đó, cây lam theo máy được sử dụng lam 450. Cây lam em đang ráp cho các bác là cây lam mới Latin nha. Đó, tổng độ dài 50, phần cắt vào cây là 45cm. Lam đầu trơn nha các bác nha. Sử dụng xài nó êm ấm này. Đó, lớp mặt tiền đây. Khá là đẹp luôn. Đó, em này thì còn đầy đủ chức năng luôn. Hai chân lam có turbo đầy đủ này. Đó, turbo là xài tiết kiệm nguyên liệu ha. Có e tự động, có trợ lực lớn nha các bác nhé. Đấy, mẫu này thì các bác gọi là đi cưa khai thác làm hàng nhỏ cũng khá là ok. Hoặc là bác nào mà vườn rẫy nhiều mình sử dụng bền bỉ mình xài cái này xài gia đình ha, khá là ok nhé. Đó, bác nào mà kết mẫu này thì có thể tham khảo giúp em ha. Đó, giá em đang bán em V9 này bên cửa hàng em đang bán là với giá là 3.800.000 nha. 3.800.000 nha các bác ơi. Bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha. Xin qua 1038S nha các bác ơi. Đời mới nha. Nổ rất là êm nha. Ganti êm ấm cực kỳ nha, có trợ lực lớn luôn nhá. Giật nhẹ nổi. Rất là êm. Rồi, em V9 bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng mẫu cưa xích này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Đó, tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu V10. V10 thì em quay sơ qua cho các bác thôi nha. Nói chung là nó là mẫu như y hệt nhau mà. Đó, nhưng mà em này nó khác một cái là nó cái tay thắng nó bị gãy bên trên mé này. Đây các bác có thể thấy này. Con kia nó còn nguyên vẹn, con này là nó gãy mé bên trên ha. Nó mặt tiền con này cũng khá là đẹp. Nói chung em này gọi là nhích nách như nhau, chỉ gãy cái tay thắng thôi. Thì em bán giá tốt hơn so với con máy kia một chút nha các bác nha. Đó, em này bác nào lấy nha, gãy tay thắng rồi nha các bác ơi. Nghĩa là mình không được sử dụng cái tay thắng này nữa này. Nhìn nó hơi thô một tí ạ. Đó, con kia nhìn nó đẹp hơn. Con này nhìn nó thô nhá. Rồi, con này bác nào lấy em tính cho các bác là 3.500.000 nha. 3.500.000 bao gồm phí vận chuyển, còn lại là đồ đạc như con kia. Nghĩa là máy móc là lam xích đồ dài bằng nhau luôn. Em vừa giới thiệu như nào thì nó như vậy luôn. Đó. Rồi, bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích này, em về mã V10 nhá, liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Nổ đây rồi. Nói chung là bác nào mà không quan trọng ngoại hình, đó gọi là không cần liền lạc một xíu, mình mất cái tay thắng một tí ha, thì mình sử dụng mẫu này nó vừa tiền hơn cho mình, giá được 300.000 nhé. Còn con kia thì giá là 3.800.000 nha các bác ơi. Đấy, bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích V9 hay V10 gì, mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nha các bác nhé.
Rồi, tiếp theo giới thiệu đến tất cả các bác là em V11 nha. Bọn em đến từ nhãn hiệu của Singu. Mã số của em này là SV3800 nha. Mẫu này thì 38,2cc. Đó, thích hợp cho các bác nào gọi là sử dụng gia đình đấy, mà thích hạng mạnh mạnh thì mình sử dụng em này ha. Singu xài rất là mạnh luôn. Mẫu này thì nó rất là nhiều đời. Nó có đời mã số là 3300, 3400 nha các bác nha. Những cái mẫu đó là nó nhỏ, nó chỉ có được 33cc thôi. Con này đến 38cc rất là lực này, rất là mạnh ha. À, cái lam xe máy được sử dụng lam tổng độ dài là 50. Phần cáp và cây là 45cm, xích chung 325 nha các bác nha. Lam là lam tỏa nhiệt này. Đó, lam này lam tốt nha. Lốc mặt tiền đây, độ chè chùa ít nha. Ốp lam là hai ốp chân lam nha và trực tiếp bằng khóa 10. Đó, Singu 3800 nha. Rồi ok, em này em đang bán cho các bác với giá là 2.800.000 đồng nha. Bao gồm phí vận chuyển tặng đủ đồ cho các bác ha. Đó, em này thì trọng lượng khoảng tầm 5.3 kg nha các bác ơi. Đó, bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Giờ sẽ khởi động cho các bác nghe nhé. À, một vấn đề nữa, mẫu này nó có bộ phận xả hơi ở ngay đỉnh nòng này. Nếu mà bác nào muốn giật nhẹ nhàng ấy thì mình bấm vào nút này ha, bình thường hơi này. Em thử cho bác nghe nhé. Đó, rất là nặng ha. Mình bấm vào cái nút xả này là nó như mất hơi luôn. Đó, nó xè là giật nhẹ cái là nổ. Đó, có xả hơi nha bác nha. Đổ rất là mạnh luôn. Katia bấm nha. Đó, rồi ok, em Singu 3800 nha. Bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng mẫu cơ xích này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628902 nha các bác ơi. Đó. Tiếp theo giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa V12. V12. Một mẫu cưa đến từ gia đình và nhãn hiệu của Makita nha các bác ơi. Em này sản xuất tại Đức nha. Mã số của em này là 3500N nha các bác nhé. Đây sản xuất tại Đức này. Bác in cạc mani này các bác thấy không? Đó. Mẫu này thì nói chung là xài gia đình rất là ổn nha. Có núm bơm xăng, trợ lực, e tự động hết ha. Có thắng xích đầy đủ luôn. Làm theo máy thì rất là đẹp. Hai ốc chân lam này, tăng xích tại má ốp này. Cái lam này còn nguyên sơn luôn. Lam tổng độ dài 40 nhá. Phần cắt vào cây là 35cm nhá. Xích 91 nha các bác ơi. Lốc mặt tiền này, lốc này là lốc hợp kim nhôm nha. Độ chè chụa là dường như là chưa có luôn. Rất là mới nha. Con này khá là sáng luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Bác nào xài gia đình muốn hệ đời cao cao, mình sử dụng em này ha. Makita của Đức nha các bác nhá. Rồi, em V12 này bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.200.000 đồng nha. Bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nhá. Rồi ok, giật hai cái nếu không nổ các bác bơm xăng lại giúp em. Đó, bơm xăng cho đầy rồi sau đó là mình đẩy cái e này lên này. Đẩy e lên rồi mình giật nó ho một tiếng mình đẩy xuống nha các bác nhé. Đó, nó ho một tiếng này mình đẩy xuống giúp em. Ô, cái này bị ngộp xăng rồi. Mình kiểm tra lại cái e này. Rồi xong, con này bị dư xăng rồi. Chà chà, dính nước. Thợ em rửa mà em quên chưa vệ sinh. Rồi xong, dính nước. Rồi, mẫu này thì em sẽ khởi động lại sau. Bác nào muốn xem chi tiết mình nhắn qua Zalo nhé. Nó dính nước các bác ơi. Cái lọc này này không nổ là do cái lọc này nó dính nhiều nước quá. Nghĩa là mới vệ sinh bên ngoài mà chưa vệ sinh bên trong này, nên là cái nước nó vẫn còn nguyên luôn. Ui giời, quá trời luôn. Đó, nổ rất là êm. Dính nước rồi. Rồi ok, bác nào muốn nghe tiếng máy này chi tiết hơn thì mình nhắn qua Zalo cho em nhé. Mà em sẽ vệ sinh kỹ lại ha. Đó, cái này là mới vệ sinh bằng nước xong bắt đầu là vào quay cho các bác luôn đấy. Nên là nó vẫn chưa gọi là mình phải vệ sinh kỹ nó mới nổ ổn định được. Rồi, bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Đó, em V12 nhá. Bác nào muốn nghe chi tiết mình nhắn qua Zalo giúp em gửi chi tiết cho các bác xem nhé. Đó. Rồi, tiếp theo em V13 này. V13 này. Một em đến từ nhãn hiệu của Estin nhá. Mã số của em này là 020. Đó, đến từ Đức luôn nha các bác ơi. Đó, em này thì nòng 40 ly, trọng lượng của nó khoảng tầm 5 kg thôi, nhẹ nhàng ha. Được sản xuất năm 1998 nhá. Thích hợp cho các bác nào xài gia đình tầm trung hoặc đi cưa khai thác làm hàng nhỏ nha. Cái lam theo máy được sử dụng lam 40, phần cắt và cây là 35cm, xích 91 nha các bác ơi. Làm xích khá đẹp, lốc mặt tiền này khá là mới luôn. Đây, đời đầu nha, đời nắp vặn nha các bác nhé. 020,
Úp Lam vận chuyển tiếp vào khoáng 13 nha. Đây. Em mác đồ còn nguyên ha. Đó, mẫu này thì dành cho bác nào gọi là đi cưa tầm trung trung mình sử dụng em này cũng khá là ok. Hạ gốc người nọ vanh những 180-200 là thoải mái nha các bác nhá. Rồi em V13 này, bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.400.000 đồng nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích Estin 020 này, mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Rồi ok, Estin 020 nha. Mã của em này là V13, bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.400.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng mẫu cưa xích này mới có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu V14 nha. Một mẫu cưa đến từ nhãn hiệu của Echo Kerit, mã số của em này là CS3611G. Mẫu này là mẫu hệ đời mới nha, đủ chức năng, trợ lực, núm bơm xăng e tự động. Đó, và có thắng xích đầy đủ luôn. Mẫu này thì 36cc nhá. Thích hợp cho bác nào xài gia đình này. Nó thích cái hệ đời cao, ổn định nhạy đổ, mình đến với em này ha. Echo Kerit, đời bô giảm thanh. Âm thanh phát ra là êm ấm ha. Đó, mẫu này rất là nhạy đổ, tiết kiệm nguyên liệu nha các bác nhá. Cây lam theo máy được sử dụng 5, tổng độ dài là 50, phần cắt vào cây là 45cm, xích chân 25. Xích này thì được 90% so với mới nhé. Có hàm rồng đầy đủ này. Ốp lam vận trực tiếp bằng khóa 13 này, hai ốp chân lam ha. Và có tăng xích tại má ốp này, thuận tiện cho các bác tăng giảm nhé. Rồi, mẫu này là mẫu V14, trọng lượng khoảng tầm 5.3 đến 5.5 kg nha. Đó, giá bên cửa hàng em đang bán với giá là 3 triệu đồng tròn. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích 3611G này, mình có thể kết nối qua Zalo, đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé. Rồi, bác nào cảm thấy kết mẫu này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nhé. Tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa khai thác này, MV15. Một mẫu cưa khai thác tầm trung nha, Estin 024 nha. Đến từ Đức, đó, mã lực của em này là 42cc, đường kính nòng của nó cũng là 42 ly luôn. Được sản xuất năm 1989 nha các bác nhé. Đó, mẫu này thì trọng lượng khoảng tầm 6kg. Thích hợp cho bác nào đi cưa khai thác nha, lông mặt tiền đây, khá là đẹp. Cây lam theo máy được sử dụng lam tổng độ dài là 50, lam này em đang ráp cho các bác là cây lam Latin ha, lam đầu trơn nha các bác nhé. Xích chung 325, đó, xích này được 80-90% ha. Đó, ốp lam đây. Ốp lam của nó vặn trực tiếp bằng khóa 19 nha, một ốc chân lam. Đây là cái con thứ hai này. Nhưng mà đây là nó trên rin theo máy là nó xài được một con. Nếu bác nào mà muốn sử dụng hai con thì các bác có thể báo em nha. Em thay đổi con ốc này thành con ốc dài là vặn thêm con tán ở ngoài nữa là thành hai ốc chân lam nhé. Đó là mình vặn bình thường ha. Đây mình máy ốp lam này, các bác có thể thấy này, nước sơn đổ rất là đẹp luôn. Cái máy này đẹp nhức nách luôn đấy. Nó mặt tiền này. Đó, khá là sáng luôn ha. Rồi, MV15 này nhá. Đó, trọng lượng của nó khoảng tầm 6kg ha, dành cho bác nào khai thác tầm trung. Giá bên cửa hàng em đang bán với giá là 5 triệu đồng tròn nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Giờ em sẽ khởi động cho các bác nghe tiếng máy ha. Nhẹ nhàng nhạy nổ ra thì em ru luôn. Đấy, MV15 nhá, bên cửa hàng em đang bán với giá là 5 triệu đồng tròn. Bác nào cảm thấy kết liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng ha. À, tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa V16 nha. Một em đến từ nhãn hiệu của Sirawa, mã số của em này là 303 nha. Mẫu này dành cho bác nào xài gia đình này, nhỏ nhỏ mini này. Đó. Mẫu này trọng lượng khoảng tầm 5kg nha. Cây lam theo máy được sử dụng lam tổng độ dài là 40 luôn. Phần cắt vào cây là 35, lam còn nguyên sơn luôn ha. Lông mặt tiền này khá là đẹp. Mẫu này là vừa tiền cho các bác nào xài gia đình nhá. Hai ốc chân lam này, vận chuyển tiếp bằng khóa 13 ha. Rất là đẹp nha các bác ơi. Đây.
bên phía mặt báo trên. Màng lọc mã gió của nó đây ha. Đó, màng lọc lưới đây nhá. Đấy, rất là đẹp. Mẫu này thì nó nói chung là rất là nhiều đời, nó có đời 300 rồi nọ 304 ha. Thì cái đời 300 ấy là đời của nó là bình xăng ốc chỉnh, nó không có vặn được 3 ốc như thế này nha các bác nhá. Đó, còn đời này là đời vặn được 3 ốc này nên là xài nó khá là ổn luôn. Nó xài nó bốc máy hơn so với đời tự động ha. Bây giờ khởi động cho các bác nghe ha. Em V16 này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.500.000 đồng nha các bác nhá. 2.500.000 ha. Dây giật này các bác có thể thấy này, mới kít kịp luôn. Nổ rất là êm nha các bác ơi. Đường kính lòng của nó là 36 ly nha các bác nha. Dành cho bác nào xài gia đình nhỏ gọn vừa tầm ha. Rồi, ok, em tiếp theo là em V17 nhá. V17. Em này thì nói chung là y hệt em V16 này nha các bác nha. Nhưng mà cái con này là lực lớn hơn. Con này lòng của nó lên 40 ly cơ. Con này có 36 ly thôi. Đó, bác nào muốn mạnh này, mình sử dụng em này giúp em ha. 36 à 40. Mẫu này thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Dòng này thì nhiều các bác ưa chuộng hơn bởi vì nó là dòng tầm trung đấy. Đấy, có núm bơm xăng, con này nó đẳng cấp hơn một tí, nó thêm núm bơm xăng ha. Đây, hai ốc chân lam. Cây lam theo máy được sử dụng lam tổng độ dài 50 nha các bác nhá. Phần cắt vào cây là 45 cm nha. Lớp mặt tiền này, khá là đẹp. Đó. Rồi em này em V17 nhá. Bên cửa hàng em đang bán em này với giá là 2.900.000 đồng. Bác nào cảm thấy kết mẫu cây xích Silawa 352 này mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Tổng rất là bốc nha. Silawa này nó nghiêng về độ lì nhá. Đó, lì đòn nữa ha. Các bác nào cảm thấy kết mẫu cơ này, mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nhá. Tiếp theo là mẫu cuối cùng trong lô ngày hôm nay là em V18 nha. Một em đến từ nhãn hiệu của Rabbit nha các bác ơi. Rabbit CL430, mẫu này là 43cc, thích hợp cho bác nào khai thác tầm trung nha, được sản xuất tại Đức nha. Hôm nay máy Đức về rất là nhiều này. Đó, sản xuất tại Đức nha các bác nhá. Gạc Mani ha. Mẫu này thì 43cc. Trọng lượng khoảng tầm 6 kg nhá, dành cho bác nào là sử dụng khai thác tầm trung. Mẫu này thì đã có trợ lực lớn này, có núm bơm xăng, e tự động đầy đủ nhá. Hai ốc chân lam luôn nhỉ. Đó, cây lam theo máy được sử dụng lam 40, phần cắt vào cây là 35 cm, lam của nguyên sơn của nó ha. Nguyên tính nhãn hiệu luôn. Lớp mặt tiền này. Lớp hợp kim nhôm nhá. Rất là mới luôn. Độ trời chùa ít nhỉ. Rồi ok, em này em V18 nhá. Bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Bác nào cảm thấy kết mẫu này, mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng ha. Nổ rất là êm nha các bác ơi, có trợ lực nha, giúp cho bác nhạy nổ ổn định ha, có e tự động và núm bơm xăng đầy đủ hết. Bộ nhúng của nó là bộ nhúng lò xo luôn này, cầm nó êm tay nha các bác nhé. Đó, nó máy thì nói chung là các bác nghe tiếng máy rồi, nổ khá là giòn luôn. Êm ấm, có trợ lực này, kéo nhẹ rồi. Hiếm khi giá này mà các bác mua được một con máy cưa gọi là tầm trung trung mà mình có đủ chức năng nha các bác nhá. Đó, mẫu này thì gọi chúng là thích hợp cho bác nào gọi xài là vừa tiền nhất rồi này. Đó, máy rất là đẹp luôn. Cam đen ha. Rồi, bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích V18 này mình có thể kết nối qua Zalo, đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Trong lô ngày hôm nay em lên cho bác là gồm 16 cái máy thôi ấy, nhưng mà em bị lẫn mất hai cái mã ha. Nên là nó là cái mã V18. Nên các bác xem cảm thấy kết mẫu nào mình có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nha các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nha.